Có một loài cá kỳ lạ, được gọi là cá rồng, đã tồn tại trên trái đất này từ hơn 200 triệu năm về trước, từ thời kỳ tiền sử, khi loài người chưa xuất hiện. Cá rồng có thân hình dẹp và dài, vảy to và đầu giống hình con dao bầu, cùng với một cặp râu nhọn chĩa ra phía trước, giúp chúng cảm nhận mọi biến động trên mặt nước. Đây là một trong những loài cá cổ xưa nhất còn tồn tại trên trái đất, chứng tỏ sự thích nghi và sinh tồn đáng kinh ngạc của chúng qua hàng triệu năm. Cá rồng xuất phát từ bộ cá rồng Osteoglossiform, một bộ cá nguyên thủy. Họ cá rồng Osteoglossidae bao gồm hai chi là Osteoglossum, cá rồng Nam Mỹ, và Scleropurchis, cá rồng châu Á và châu Úc. Chúng thích hợp với môi trường ấm áp, khí hậu nhiệt đới. Cá rồng có thể sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ. Chúng thích nghi với môi trường sống đa dạng từ sông, hồ, đầm lầy đến các vùng nước đứng. Cá rồng châu Á được xem là một trong những loài cá cảnh hàng đầu bởi vì danh tiếng, giá trị và vẻ đẹp tự nhiên của chúng. Với hình dạng và dáng bơi tương tự như con rồng trong truyền thuyết, người ta tin rằng cá rồng tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, của cải và sức khỏe. Chúng được coi là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và thường được nuôi trong hồ cá cảnh lớn. Hiện có khoảng 214 loài cá rồng trên toàn thế giới, nhưng dòng cá có xuất xứ từ châu Á lại được yêu thích hơn cả nhờ vẻ ngoài ấn tượng. Cá rồng châu Á có màu sắc rực rỡ, từ vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng và nhiều màu sắc khác. Chúng có thể đạt đến kích thước lớn, với một số loài có thể dài đến 1 mét. Một số nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam chứng minh sự tồn tại của loài cá rồng quý hiếm ở Việt Nam. Theo sách đỏ Việt Nam, cá rồng của Việt Nam có tên khoa học là Scleropurchis formosus, thường gọi là cá mơn, thuộc họ Osteoglossidae, thân thon dài, mình dẹp, vảy to, vây ngực dài, vây ngực và vây lưng nằm về phía sau. Loài cá này có thể đạt chiều dài đến 90cm và nặng gần 8kg. Đây là loài cá rất hiếm, sống ở vùng phân bố hẹp thuộc sông La Ngà, Trị An, Đồng Nai, đến nay đã được cho là tuyệt chủng. Cũng theo Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thủy sản 2, năm 2003, một số nhóm nghiên cứu cho biết đã tìm thấy rải rác một vài đoàn cá rồng của Việt Nam tại vùng thượng nguồn vườn quốc gia Cát Tiên. Trước thế kỷ 20, những con cá này không có gì đặc biệt. Chúng được coi là nguồn thực phẩm cho người dân địa phương. Phải đến cuối những năm 1960, cá rồng mới trở thành mặt hàng được săn lùng. Đến những năm 1980, chúng đã được củng cố vững chắc trong văn hóa châu Á như biểu tượng của sự giàu có. Năm 2009, có tin đồn rằng một con cá rồng Platinum đã được bán với giá 300.000 đô la Mỹ, khoảng 7,5 tỷ Việt Nam đồng, cho một người Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu bạn ở Mỹ thì không nên sở hữu loài cá này. Cá rồng bị cấm ở Hoa Kỳ, được bảo vệ bởi đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Hoa Kỳ. Hy vọng câu chuyện trên sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn.
Bạn thấy sao về cá rồng? Hãy comment xuống dưới nhé!